Buổi sáng mình đang lễ Phật, ngước mặt lên nhìn Phật, trong lòng mình phát nguyện đời này con phải về thế giới cực lạc. Cái tâm mọi người mình đều, lúc nào mình niệm Phật lễ Phật mình cũng phải có cái tâm đó. Nên dù cho trở ngại khó khăn gì, con cũng phải về thế giới cực lạc theo Phật A Di Đà. Nên tất cả những việc thế gian không việc gì lớn bằng việc con niệm Phật phát nguyện sanh cực lạc. Cái tâm đó vì phát ra gì thì nhớ là mình về thế giới cực lạc á, chúng ta mới có đủ khả năng để giúp tất cả những người thuận với chúng ta hay nghịch với chúng ta. Nên tất cả những việc hơn thua đấu đá trong cuộc đời chúng ta hãy tạm gác lại qua một bên đi. Khi mình cũng đủ biện luận ấy, mình cũng đủ khả năng để mà bàn cãi chứ không ai không có đâu. Nhưng mà chúng ta thấy rằng không cần thiết gì, cái thọ mạng ở cõi đời này của chúng ta nó quá ngắn hạn. Nếu bỏ qua thời gian đó thì mình không có thời gian. Tại vì mình nghĩ ba buổi cơm nó cũng không có gì quá quan trọng, hàng ngày thấy cũng bình thường. Nên thôi, mình dành cái thời gian niệm Phật sanh cực lạc. Còn nếu như mình đặt vấn đề vào ba buổi cơm quá quan trọng thì mình phải đi hơn thua đấu đá nhau đủ chuyện. Bỏ qua thời gian đó thấy nó uổng cho cái thời gian mà mình ở cõi đời này ít. Ít quý vị, nó ngắn quý vị công nhận không? Nó mình nghĩ một ngày của mình mà nói mà tu 5-6 thời mà gom lại mình thấy được bao nhiêu tiếng đâu. Nó thấy không? Từ nơi đó mà cái thời gian tu mình ít quý vị ơi. Nên bất cứ lúc nào mà vừa nhắc tới chuyện nhớ Phật niệm Phật thôi, niệm liền, niệm liền cái miệng nhép nhép liền, biết không? Nó nên từ nơi đó quý vị thấy mà buổi sáng mà khi mình lên mình tu này, mình đang niệm Phật lễ Phật mà có những người mình đang niệm cái gì? Tại vì sao? Tâm ngủ mất tiêu. Có những người mình vậy đó nghe, những người mình thì tỉnh, nhưng có những người mình đang niệm Phật cái tâm ngủ. Niệm mà có khi mà nằm xuống mà ngủ hết giấc. Một giấc là một niệm quý vị, một niệm ngủ chứ không phải chuyện giỡn đâu. Không phải là nó không có đâu nghe. Nên từ nơi đó mà mình phải dành cái thời gian niệm Phật thêm, mót thêm, không được giải đãi. Quý vị nghĩ bây giờ nè, mình ăn ít chút, mình ngủ ít chút, nhưng mà khi cuối cuộc đời mình nó nhẹ nhàng chút cho mình. Còn bây giờ sáng nay ngủ ngon quá thôi ngủ luôn, thì vì coi cái cặn tử nghiệp mình nó mê mờ, bây giờ nằm đơ đó, bây giờ đúng là khổ cho mình không? Bây giờ mình bớt lại một chút thời gian, mình dành thêm thời gian để niệm Phật, để nó phá bớt đi cái vô minh mê mờ của mình bớt đi. Quý vị nhớ nghe, khi mà vô minh mê mờ của mình bớt đi là ngã mạn bớt đi, hơn thua bớt đi, đấu đá bớt đi, tranh giành bớt đi, đố kỵ bớt đi, phiền não bớt đi, ngu si bớt đi. Nên nó bớt những cái thứ đó là quý vị biết nó an lạc tuyệt vời cho mình cỡ nào chưa. Nên những đức thấy mà những người mà những đức biết đa phần những người cười nhiều không? Giống như quý vị có cái cục cười kế bên chứ nó không phải ở xa quá. Tại quý vị thường cười á thì cái cục cười nó phát triển gần kế bên mình luôn. Giống như thí dụ như cục cười mình ở dưới bàn chân đi, mà từ đây mà nó chạy lên tới cần cổ mình là câu chuyện nó qua mất tiêu. Thí dụ như người ta chọc mình cười mà mình suy nghĩ cái chuyện này cần cười hay không, thì người ta hết cười tới mình cười thì cuối cùng mình là kẻ cô đơn một mình cười, hiểu không? Còn nếu như cục cười mình mà nó tới đây, lúc nào nó cũng nằm đây nè, người ta chỉ cần kích nhẹ thôi là mình kích nhẹ thôi là cười, kích nhẹ là cười, thấy không? Giống như nhìn cái gương mặt là thấy mắc cười, thấy không? Mấy vị biết nghe, lúc mình đang buồn ngủ nghe quý vị, mà quý vị mà nghe cái chuyện gì mắc cười là bị
hết buồn ngủ. Quý vị để ý phải không? Thì quý vị biết cái nụ cười là năng lượng, mà ngủ là hao năng lượng. Nghĩa là khi mình ngủ là hao năng lượng, giống như đèn mà nó cúp điện thì nó tắt. Thì con người ngủ là nó hết năng lượng quý vị, mà con người mà thường nó tỉnh ít ngủ là đầy năng lượng đó. Nên khi mà mình mà cười lên cái là tức khắc mình đỡ buồn ngủ. Để ý đi, khi quý vị để ý mà lúc mà mình mà buồn ngủ không chậm nha, mình ngồi mình niệm Phật mà mình buồn ngủ đi, cái môi bị xanh lè. Để ý đi, môi xanh. Từ khi mấy cái mấy bà tha son thì nó không biết xanh hay gì, không biết. Cái chuyện này không biết, tại vì tha son xong môi rồi chịu thua. Chứ nếu mà cái môi bình thường khi mà quý vị mà buồn ngủ hoặc buồn nha, buồn ngủ và buồn là môi xanh. Môi xanh liền. Để ý đi, người xanh sao vàng giọt, hao năng lượng mà. Mà khi bị vui lên tự nhiên môi hồng lên liền, mặt hồng lên liền. Nó nên người ta không tu thôi, mà người ta thấy cái người nào đó vui vẻ, tung tăng vui vẻ là người ta hỏi: ủa anh ba, bữa nay bộ nhà cái chuyện gì vui, sao thấy anh hớn hở dữ anh ba? Cái anh ba nói: ừ, hôm nay heo nái nhà mới đẻ 12 con, mừng quá. Đúng không? Thí dụ đi, cha dưới quê mà mới đi, người ta nuôi heo nuôi gà đâu mà đẻ được sai, người ta mừng lắm vậy đâu, hớn hở vui vẻ. Nó vậy ta gặp ta thấy vui, ta nói chuyện nhà có chuyện vui gì hả? Còn tự nhiên đi ngang thấy như này anh hai mặt buồn, ủa anh ba nay bữa nay nhà nay có chuyện gì không vui xảy ra sao mà thấy nay anh buồn quá anh hai? Thấy chưa? Nó cái người niệm Phật mình thường vui là bị biết rằng là lúc nào cũng năng lượng tràn trề. Đó, mà nhất là buổi sáng sớm. Cái sáng sớm này nó quan trọng. Bởi cái sáng sớm mà ngủ là uổng lắm, thật sự. Tại cái buổi sáng sớm là cái buổi khởi đầu của một ngày, rồi nó cũng khởi đầu cho một đời. Công nhận quý vị, cái khởi đầu của một ngày là nó khởi đầu của một đời đó quý vị. Chứ nó không bắt đầu của một ngày sao có một đời. Nếu mà cái khởi đầu nào của một ngày buổi sáng cũng cười thì quý vị là một đời vui. Mà một đời vui an lạc thì quý vị sanh cực lạc là chắc chắn, không chạy đâu thoát. Hiểu chưa? Nên từ nó đó mà cái đạo tràng trên không trung của mình, đạo tràng này đạo tràng số 1. Cái đạo tràng này là đạo tràng tích năng lượng. Cái đạo tràng giải tỏa nỗi buồn mỗi sáng mai thức dậy. Đó, buồn ngủ á. Mỗi sáng mai thức dậy buồn ngủ, lo âu bận tâm, sáng nó tích năng lượng rồi bắt đầu nó nghe nói chuyện gì nó vui trong lòng. Bởi vì quý vị mà vui trong lòng thì bị ra bị nấu cơm, nấu mì, nấu phở, chuẩn bị đồ ăn, cái gì nó cũng đặc biệt hết chứ. Tại vì bị tung tăng bị vui á. Còn nếu như mà bị ngủ luôn tới giờ nấu cơm bước ra, cháo đâu, cháo đâu, mồi lửa. Thì biết có khi mà mình mê ngủ mình mồi lửa, mà có khi mình quẹt không quẹt lên, ví dụ mình mồi có khi đốt vô tay luôn, bắt trợn kỳ cục. Nó có chuyện giỡn đâu nghe. Người mà nó đã buồn ngủ rồi nó làm cái gì nó cũng mưa, cầm gì cũng rớt, đi cũng té. Bằng áo cháy. Hiểu không? Nó buồn ngủ quý vị, buồn ngủ khi vô nhà vệ sinh mà thay đồ mà cuối cùng bận quần cháy đi ra. Tại sao kỳ cục? Buồn ngủ quá quý vị, nó buồn ngủ là nó mê mà. Hiểu không? Nên sáng á, mà cười gì cái mặt tươi tươi gì nữa nghe, một chút ra có thấy cái gì cũng đẹp. Một chút quý ba bị nhìn, ồ đẹp quá. Ôi, hôm nay sao hoàn cảnh đặc biệt quá. Ôi, dung dai một cái, thoải mái quá. Nó tự tại cái tâm nó thoải mái quý vị à. Nó một nụ cười 10 tháng thuốc bổ mà. Nên quý vị biết rằng cái lúc mà mình tu tập mà cái tâm nó an lạc, mình hướng đến Phật A Di Đà, đời này con phải về thế giới cực lạc. Tất cả những việc hơn thua đấu đá trong cuộc đời con đem để qua một bên. Con về cực lạc xong con lỡ con trở về đây, con cứu giúp cho những người thuận nghịch với con trong cuộc đời này. Thấy không? Thì tự nhiên mình gác qua một bên hết quý vị, gác qua một bên cái chuyện hơn thua đấu đá. Còn nếu như mà mình mà không nghe đạo, không tin nhân quả đó nghe quý vị, ai chỉ cần nói chạm tự ái mình thôi cả đêm ngủ được. Chạm tự ái một cái thôi là cả đêm mình cứ dằn vặt cái câu nói đó. Tại sao mình như gì mà nó dám nói mình như vậy? Không phải đi cái đơn giản đâu quý vị. Mình như vậy mà mặt mình gì mà nó dám nói mình? Mình cũng quay phong lẫm liệt mà nó dám nói mình. Mình đâu có ngu nó đâu mà chịu thua, thấy không? Cả đêm cái lời nó quay lại, quay lại, quay lại.
quay lại. Thí dụ vợ chồng sống với nhau đi, mình hết lòng hết dạ sanh con đẻ cái, nuôi lo cho gia đình, làm quá cực lực, vì mà ông nỡ là ông chửi mình. Mày là con nhỏ cái mặt khó ưa, chửi một câu thôi tự nhiên mình nằm mình khóc suốt luôn, mình tủi than mình đi vậy, cực khổ như vậy mà bây giờ còn bị chửi nó tủi than. Thấy chưa, có không? Nó trong ngoài không có đâu quý vị. Một câu đó mà ông nói mình á, là mình tủi than á, mà tủi than á thì nó ám ức cái trong tâm mình, có khi mà nó nằm đó mà nó mắc cục suốt luôn. Ấm ức mà quý vị, ấm ức, ức mình ức, ức chế, biết không? Mà cái này mà không nhờ Phật pháp mà nó giải tỏ ra, có khi con người nó đi đến tự tử. Con người ta tự tử là do ức chế, vì nó đi đến nó dẫn dắt mình. Tôi như vậy mà ông nói tôi như vậy, tôi sống trong cuộc đời này còn ý nghĩa gì nữa? Tôi chết cho ông vừa bụng không? Nó kêu ghê ghê không? Chết cho ta vừa bụng thì kinh khủng quý vị. Có nghĩa là mình mà không nghe đạo nó không giải tỏ được nghe. Một cái việc nhỏ nó dẫn dắt mình đi đến tự tử chết. Nên bây giờ tất cả những việc hơn thua buồn chán gì trong cuộc đời để qua một bên đi, để qua một bên đi, rồi bản thân của mình lo niệm Phật, phải về cực lạc trước đi, coi có cực lạc vui sao. Ta bà thì mình biết nó khổ rồi, bây giờ mình muốn về cực lạc coi cực lạc nó vui sao. Quý vị coi các bậc tổ sư mà như ngày Hư Văn, ngày tu bậc cao tăng mà nó quýnh còn hơn cái gì nữa, quýnh mình mất mọi sức hồn, lên cung trời đau sức luôn. Gặp Di Lặc Bồ Tát đảnh lễ, khổ quá ngài ơi, con ở cõi ta bà quýnh đập con kinh khủng quá, thôi ngài cho con về đây đi. Di Lặc Bồ Tát nói chưa con, số mệnh của con chưa xong, nghiệp duyên trả chưa rồi, con trở về tiếp tục nữa đi con. Còn khi xong cái nhiệm vụ ở cõi ta bà thì lúc đó ta đến rước con về cung trời đau sức. Ngày Hư Văn là ngày sinh lên cung trời đau sức đó quý vị. Nên từ nơi đó mà vất vả đánh đập kinh khủng lắm, bậc cao tăng đó nghe quý vị, thì có lịch sử coi ai mà không bị hành hạ đánh đập, bao nhiêu sự khảo đảo. Nên từ nơi đó mình tu hành mà quý vị bị chửi vài câu nó như gió thổi mây bay thôi, giết rồi nó rèn mình một cái tâm kiên định. Hay lắm nha quý vị, mình bị chửi với con người kiên định lắm nha quý vị. Nhất là con người mà chưa từng bị chửi với mình, chỉ cần bị chửi một cái là mình bị tổn thương. Tổn thương. Còn mình bị chửi nhiều quá rồi mình đâu có còn tổn thương, tổn thất gì nữa. Mình bị chửi nhiều quá nó quen quý vị, đúng rõ ràng cũng hay ghê. Mình bị chửi nhiều quá rồi giết như mặt chai mày đá, không có còn ảnh hưởng cái gì nữa. Con người mình vậy, mình thí dụ như người ta nghe gì người ta nói đúng là mặt ông mặt chai, đúng rồi, mặt tôi mặt chai nên tôi không có còn bị sự ảnh hưởng cái gì qua cái lời mắng chửi nữa chứ. Đúng là hay, còn mặt ông rất mỏng nên cuối cùng ta đụng nhẹ cái thôi kích động ông liền, ông đau đớn ông khổ đau, còn hơn là cái mặt chai này chửi cái nào chửi cũng không ăn thua gì nữa, chỉ có mục tiêu sanh cực lạc, ai hơn ai. Vì coi ngồi suy nghĩ đi, đúng quý vị, người ta nói mình mặt chai, mình nói mặt tôi chai lắm rồi, đúng không? Thì xong chuyện rồi. Nhưng người ta nói mình mặt chai, mình nói gì, mày nói tao gì, mặt tao gì mà chai. Mình cử lại thế kia, mình cứ chấp nhận chai rồi, mục tiêu tôi là sanh cực lạc nên chai rồi. Những lời chửi mắng nó chéo biết không? Nên từ đó quý vị biết rằng nếu mà mình rèn được gì thì quá tuyệt vời rồi quý vị. Trong đạo Phật thì Đức Phật thì gọi là chữ nhãn, chúng ta kho dùng văn tự, lướt văn tự trở thành những con người bình thường phàm phu, chúng ta nói mặt mình chai rồi, nhưng thật sự gọi là nhãn, có thể chịu được những lời chửi mắng là vì mình có mục tiêu, vì có mình một có mục tiêu rất rõ ràng. Quý vị biết rằng cái thế gian pháp thôi, người ta muốn cắt một cái nhà cho vợ con ta ở thôi mà ta chạy xích lô mà ta ho ra máu, ho máu sặc sặc sặc, mà lúc cái ho ra máu đó trong lòng nghĩ gì nè, mình phải cố gắng để có tiền, mình sẽ cắt một căn nhà, vợ mình sẽ được ở trong căn nhà đàng hoàng, con mình sẽ có một căn nhà đàng hoàng,
Mình có tiền mình mua cho con mình một chiếc xe đạp cho nó đi học, hay một chiếc xe đạp điện gì con mình ăn, ham chiếc xe đó. Mình sẽ mua cho con mình một bộ đồ, dù là cha mẹ nghèo vậy đó, nhưng khi mua cho con được một món đồ gì cho con, thấy con mình bận bộ đồ lên chạy chiếc xe, người cha người mẹ nhìn theo, đứa con tên nào phước bóng, lòng của cha mẹ vui sướng khi đã cực khổ mà hình thành được cho con của mình như vậy như vậy. Đó là tình thương thế gian đó quý vị. Nên tại sao có những người cha người mẹ khi con đối xử tệ bạc, họ tức tối, họ bực bội, họ sân si, nhưng con chỉ cần lỡ vuốt ve nói vài ba câu là tức khắc cái tâm đó của cha mẹ rơi rụng. Quý vị làm cha làm mẹ bị cảm nhận được điều này mà. Đau lòng nhất là thấy con mình thua xúc người khác, thích nhất mà con mình mặc bộ đồ cũ kỹ, con người ta quần này áo nọ, thà bản thân của mình đồ cũ kỹ không nghĩ đến mình, nhưng mong sao cho con mình có một bộ đồ mới trong dịp Tết, trong dịp đi cắm trại với trường học đồ mà con mình thua xúc người ta, trong lòng cha mẹ thấy buồn. Nên quý vị biết rằng là nó chưa sanh con chưa hiểu lòng cha mẹ mà. Có một cái cô này, cổ có ba đứa con gái, mà ba đứa con gái có chồng, lúc nào mà bị chồng chữ là nó chạy về. Trong gia đình có thằng con trai nói gì không, mẹ cứ vậy hoài à, mấy chị có chồng rồi thì kệ mấy chị đi, mấy bà cái gì thì mấy bà tự lo đi, cự lộn cái bà chạy về nhà. Người mẹ nói một câu, con à, ngày xưa khi mẹ có chồng, mẹ cũng gì đụng chạm với bên chồng, mẹ về bà ngoại con la mẹ lắm, đuổi mẹ đi về nhà bên chồng mày đi. Lúc đó mẹ đi lại nhà hàng xóm, mẹ ở nhờ, mẹ buồn ghê, mẹ không biết đi về đâu. Trong lòng của mẹ bây giờ nghĩ gì, các chị của con nó khi gặp sự việc gì mình không vớt nó cho nó ở, nó biết đi tìm ai bây giờ. Mày thấy không, cái tấm lòng người cha người mẹ chứ phải là bậc đại giác ngộ giải thoát đó, mà còn gì, không chỉ là chư Phật Bồ Tát, mình như con của các ngài, dù mình có là kẻ cùng tử có sai quấy cỡ nào, chỉ cần các mình muốn quay về bên cạnh của Phật thì Phật không bao giờ bỏ mình. Cha mẹ mình chứ phải là bậc đại giác ngộ mà mình có sai quấy gì, chỉ cần mình quay lại xin lỗi cha mẹ là cha mẹ tức khắc tha thứ cho mình liền. Không chỉ là Phật Bồ Tát, các ngài luôn luôn dang rộng vòng tay ra để đón chờ chúng ta. Nhất là pháp môn niệm Phật này, con người mình có sai quấy cỡ nào, mình chỉ cần quay về niệm Phật thì Đức Phật sẽ cứu giúp chúng ta thôi. Yên tâm đi. Nên cứ cả đời tin Phật, tin Phật, tin Phật. Con có như thế nào con cũng tin Phật, con tin Phật không có bỏ con. Trong lòng mình đặt cái tâm này, bản thân mình sẽ có một điểm nương tựa bình an của nội tâm lắm quý vị à. Nên tất cả chúng ta đều mỗi người có một cái nghiệp khác nhau, dù gặp sự cố gì cũng đừng nên buồn chán nha quý vị, nghe không? Đừng có nên buồn chán. Buồn chán là thiệt thòi, buồn chán là bế tắc, bế tắc là ngu si, suy nghĩ quẳng, suy nghĩ những điều không tích cực. Nên chúng ta mỗi ngày tu xong mình nhắc nhở nhau một chút gì nè, thế giới cực lạc mà còn thuyết pháp, thường xuyên dùng phương tiện gió thổi thuyết pháp, cây động thuyết pháp, chim hót thuyết pháp. Thế giới cực lạc mà còn phô diễn pháp âm như vậy, mình mà nếu mỗi ngày mà không được nhắc nhở xác thực, mình giải đãi liền, giải đãi liền đó quý vị, thấy không? Quý vị thấy không, bây giờ nói mà thâm trầm gì nè, mà có khi buổi sáng gì mình nghe là một chút là nhiều cặp mắt đó bị mơ, ngộ chưa? Vị thấy rõ ràng không, cái cõi là cái cõi động quý vị ơi, chỉ cần tịnh một chút thôi là mình mơ. Tuy lỗ tai nghe nhưng mắt ngủ là nhĩ căn cũng đóng luôn. Vị công nhận quý vị, nó lục căn nó kết hợp. Quý vị thấy có khi mà mình ngồi nghe gì mà chân đau quá nó cũng ảnh hưởng nhĩ căn, mà mắt nhắm thì nhĩ căn cũng đóng, hay không? Nên từ nơi đó gắng, cố gắng lên quý vị, đừng có giải đãi. Mình có cơ hội có một cái người khùng quá trợn mà ngày nào cũng tu với mình gì là quý lắm rồi. Kiếm ở đâu ra nữa quý vị, bây giờ ở đâu quý vị tìm đi, đúng không? Có ai mà đem cái pháp tới nhà thì quý vị tu mà tu chúng quý vị, quý vị thấy không?
giờ trong nước ngoài nước bị đi tìm đi, chứ khùng quá trợn cái nhận đức thôi, làm cái chuyện lạ kỳ, thấy không? Lúc ở trong chùa thì cũng 3.000 lại cũng bị người ta chửi khùng quá trợn, lại chứ lại cho mày chết đấy chưa, nó lại giết mà ra khỏi chùa luôn. Ra khỏi chùa tiếp tục nữa, làm chuyện trên trời dưới đất kỳ cục, quý vị thấy chưa? Mà khó tìm khùng quá trợn này lắm nghe quý vị, nó cũng khùng điên điên gì đấy, mà nó nhiệt tình với quý vị, đồng hành với quý vị, chơi với phản bội, vì thấy rõ ràng không? Vì thấy chữ đức rõ ràng chưa? Vì thấy từ xưa vậy, vì có thấy như đức mà nói câu phản bội ai không? Không có, à, như đức chỉ có nhiệt tình vui vẻ vậy thôi, có ăn thì cho ăn hết lòng, cười thì cười hết lòng, nói chuyện thì nhiệt tình, giỏi lắm bị ta chửi thì chứ không bỏ ai, vì thấy có bao giờ hồi đó vậy vì nghe nói những đức phản bội ai không? Không có, chưa từng thấy đúng không? Không có đâu, phản bội ai đâu? Phản bội làm gì? Sống trong cuộc đời này gặp nhau mừng quá trời còn phản bội gì nữa, thấy không? Nên sống thì sao bằng cả tấm lòng, sống tặng đáy lòng mình đi, đừng có viện cái lý do gì chứ, thấy không? Nên từ nơi đó con người mình mà sống chân thật thì mình cũng gặp người chân thật à. Nên bây giờ cái đạo tràng chúng ta bị thấy không, dù là mình ngồi kế bên mình nhìn thấy nhau gì nè, nhưng mà không biết mình ở phương trời nào. Đúng không? Đạo tràng này hay ghê, tuy gần mà xa, tuy xa mà gần, thấy chưa? Không. Nên mỗi một con người mà đang ngồi đây gì cảm giác đặc biệt. Bây giờ này một số người đã bước ra chạy nấu cơm, chạy đi lo gia đình, chút mới được nghe lại buổi này. Bởi vì đang ngồi trực tiếp mà nghe gì nè, nó không đơn giản. Mà tu xong đứng lên chạy đi lo việc liền, cái tần số nó bị lạc đi, bớt đi, không giản đâu. Nỗ lực lên đi vậy, để gì mà cực lạc mới được, không? Đâu để bây giờ cực lạc mới được. Mà chẳng lâm với Liên Phúc quyết chí, vợ chồng nắm tay nhau về cực lạc, không? Đó. Còn ai không nắm tay mình về cực lạc thì tôi nắm. Chúng ta mới về cực lạc đó, vị ô, không? Vui vẻ lên vị ô, đi về cực lạc vị ơi, không? Ai với Đạo Phật, chúng ta hẹn gặp nhau cực lạc nghe. Ai với Đạo Phật. Ai với Đạo Phật. Ừ, chúc quý an lạc. Ai với Đạo Phật. Ai với Đạo Phật.